học sinh lớp 3 năm trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình muốn giới thiệu tới các bạn một quyển sách hay để làm thay đổi nhận thức của mình rất nhiều. Vào ngay dịp sinh nhật lần thứ 8, mình được mẹ tặng cuốn sách Tâm Hồn Cao Thượng của nhà xuất bản Văn Học. Nội dung sách có nhiều tác phẩm ngắn, đầy hấp dẫn, trải dài trong 406 trang. Hơn 130 năm kể từ ngày ra đời, tác phẩm Tâm Hồn Cao Thượng của nhà văn người Ý Edmondo de Amicis vẫn là cuốn sách gối đầu giường của nhiều thế hệ người đọc khắp nơi trên thế giới. Cuốn sách kể về những diễn biến xảy ra trong năm học lớp 3 của thầy cô, bạn bè và gia đình của bạn học sinh tên Enrico, 10 tuổi ở nước Ý. Trong thế giới trẻ thơ đó, vẫn có những va đập bất đồng diễn ra liên tục. Bất ngờ là sau những va đập đó, những mảnh vỡ nhặt lại được lóng lánh giá trị sống về lòng yêu nước, sự chân thành và hơn cả là sự tử tế ở mỗi con người. Những tình cảm của thầy chủ nhiệm dành cho cậu bé như hướng dẫn những bài toán khó, sửa các lỗi chính tả, chỉnh cách cầm bút, tư thế ngồi cho đúng, kể cả lo các bữa ăn và giấc ngủ, làm mình nhớ đến cô giáo cũ rất nhiều và thấy được công lao to lớn cô dành cho học sinh mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. Với bạn bè thì mình thấy có rất nhiều tình đoàn kết, thương yêu qua câu chuyện người bạn thân. Có những điều giản dị trong cuộc sống con người, tuy nhiên mấy ai lại quan tâm để ý đến. Có những ước mơ tưởng chừng rất bình thường, nhưng có những người khao khát mãi cũng không chạm tới được. Các bạn trẻ có những tính cách khác nhau, mỗi người một tính tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp về một nền văn hóa Ý. Điều tuyệt vời hơn ở cái cách mà phụ huynh, những người làm cha, làm mẹ đã dạy dỗ con cái của họ rất nhân văn, nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng đầy tính triết lý, rất tình người để giúp một đứa trẻ có thể nâng cao nhân cách và nuôi dưỡng tâm hồn khi còn bé. Những bài học đó được truyền tải đầy tinh tế bằng những trải nghiệm của chính các bạn nhỏ trong đời sống, cũng như qua những câu chuyện tình cảm gia đình hàng ngày. Những bài học về đạo đức trong cuốn sách này sẽ khiến bạn phải dừng lại và suy nghĩ chúng ta có thật sự tốt chưa? Liệu chúng ta phải thay đổi bao lâu để có được tâm hồn cao thượng? Cái gì thật sự quan trọng với chúng ta, tâm hồn hay vật chất? Nhân vật mình thích nhất trong cuốn sách này chắc chắn là người cha của Enrico. Ông chính là nhân vật thông thái, dạy con trai những điều tốt đẹp để giúp cậu bé có tâm hồn biết yêu thương, dù trong hoàn cảnh nào cũng cần chú ý đến cách cư xử với người khác để họ không bị tổn thương bởi những hành động và lời nói của mình, dù đó chỉ là hành động không có ý xấu. Bạn sẽ học được nhiều thứ hơn bạn nghĩ khi bạn đọc cuốn sách này. Chắc có lẽ chính bởi tính nhân văn cao nên cuốn sách này vẫn luôn là tác phẩm được yêu thích nhất mọi thời đại. Mình đã trở nên trưởng thành hơn, đã biết thông cảm với khó khăn của người khác, biết đặt mình vào vị trí của mọi người, và quan trọng là mình biết ơn những gì mà cha mẹ đã dành cho mình. Cuốn sách đã rèn cho mình tiếng kiên nhẫn trong cuộc sống, trong học tập và biết quý trọng những gì mình đang có. Tuy là chuyện của trẻ con nhưng nội dung lại ẩn chứa những vấn đề mà xã hội quan tâm. Đó là làm sao xây dựng một tâm hồn đẹp và trong sáng từ mỗi con người. Mình hy vọng những câu chuyện nhỏ của Enrico trong cuốn sách Tâm Hồn Cao Thượng sẽ là những hạt mầm tử tế tiếp tục được chăm chờ nảy lọc trong tâm hồn của mỗi chúng ta. Cầm trên tay quyển sách Tâm Hồn Cao Thượng như một món quà quý giá để nuôi dưỡng tâm hồn cao thượng không chỉ cho các em nhỏ mà còn cho cả người lớn. Hằng ngày, tâm hồn đó được nuôi dưỡng rồi trở nên thuần khiết hơn, trân trọng và yêu thương cuộc sống nhiều hơn. Đây thật sự là một quyển sách xứng đáng có trong tủ sách tri thức của mỗi gia đình. Bất kỳ ai cũng nên đọc nó, cho dù là những bậc phụ huynh, thầy cô giáo, người trẻ hay những bạn nhỏ cũng rất cần đọc tác phẩm tuyệt vời này.